Đồng Nai phát hiện ca nhiễm BA.5. Tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận ca tử vong thứ 14 do sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 tại đây cũng diễn biến phức tạp với 4 ca nhiễm biến thể BA.5. Theo CDC Đồng Nai, tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số ca lên 14 người. Theo đó, một bệnh nhân 56 tuổi trú tại ấp Sông Mây, Bắc Sơn, Trảng Bom. Sáng 22 tháng 7, bệnh nhân bị sốt mệt nhưng tỉnh táo. Gia đình có mua thuốc cho uống nhưng không đỡ nên người nhà đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược Sinmat Đồng Nai để khám và điều trị. Đến sáng 24 tháng 7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tối 27 tháng 7, thì bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tử vong vào đêm cùng ngày với chẩn đoán sốt xuất huyết, biến chứng xuất huyết tiêu hóa, suy đa cơ quan. Bệnh nhân có tiền sử bệnh đái tháo đường lâu năm, loét bao tử, suy tim và béo phì. Sau khi ghi nhận ca tử vong, nhân viên y tế đã điều trị ca bệnh và xử lý ổ dịch, diệt loang quang, phun hóa chất diệt muỗi, bán kính 200 m từ nhà bệnh nhân. Đáng lưu ý là ấp nơi bệnh nhân sinh sống đã có một ca tử vong, địa bàn này có sốt xuất huyết lưu hành quanh năm. Đây là ca tử vong thứ tư của huyện Trảng Bom và trường hợp thứ 14 của tỉnh do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay, tăng 13 ca so với cùng kỳ. Ngoài sốt xuất huyết thì dịch COVID-19 tại Đồng Nai cũng diễn biến phức tạp. Theo kết quả giải trình từ Gen thì Đồng Nai đã ghi nhận 4 ca nhiễm biến thể BA.5, trong đó 3 ca ở Biên Hòa trong cùng ổ dịch ở phường An Bình, người nhập cảnh từ Thụy Sĩ và 1 ca ở Trảng Bom, cả 4 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa và huyện Trảng Bom đã tiến hành khoanh vùng cách ly xử lý ổ dịch và ca bệnh không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng. Báo cáo của Sở Y tế cho biết những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Đồng Nai liên tục tăng cao, có ngày tăng lên hơn 30 ca một ngày. Số bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ diễn biến nặng cũng gia tăng và hiện tỉnh theo dõi 145 ca mắc COVID-19 tại nhà, 21 ca tại Sở Y tế. Hiện tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 trên địa bàn tỉnh vẫn còn thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.